Thưa quý vị, việc hội nhập kinh tế quốc tế mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với các nước là một cơ hội để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có một nền kinh tế phát triển. Và theo nghiên cứu thì 95% nhà tuyển dụng sẵn sàng trả lương cao hơn đến 30% cho ứng viên biết tiếng Anh. Trên thực tế, ở rất nhiều công ty, người giỏi ngoại ngữ đã được trả mức lương cao hơn so với các nhân viên khác ở cùng vị trí. Người giỏi tiếng Anh với vốn kinh nghiệm dày dặn thường có cơ hội làm việc tại các công ty nước ngoài, hưởng mức lương khá cao. Mức lương bình quân tại các công ty nước ngoài đối với các vị trí quản lý cao cấp là 24.000 đô la Mỹ một năm, tức 2.000 đô la Mỹ một tháng. Đối với vị trí chuyên viên cao cấp lương trung bình khoảng 9.600 đô la Mỹ một năm, tức 800 đô la Mỹ một tháng và trước xu thế đó việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh là vô cùng cần thiết tuy nhiên thực tế việc đào tạo ngoại ngữ của Việt Nam hiện nay đang gặp nhiều vấn đề đặc biệt là các chương trình đào tạo cho các doanh nhân doanh nghiệp rất vui được mời anh tham gia chương trình ngày hôm nay cảm ơn anh từ đầu chương trình thì chúng tôi cũng đã chia sẻ là những người biết một ngoại ngữ thì có mức thu nhập cao hơn 30% so với những người không biết ngoại ngữ vậy anh có thể chia sẻ thêm vấn đề này như thế nào thì rõ ràng như anh biết thì trong cái nền kinh tế thị trường hiện nay thì tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam thì đều có cái xu hướng sẽ làm việc buôn bán giao lưu với các đối tác, các doanh nghiệp khác từ nước ngoài. Cho nên cái vấn đề mà một một doanh nhân hoặc là một đối tượng người đi làm mà biết được nhiều vốn ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thì rõ ràng đó là một lợi thế rất là lớn. Và thường các doanh nghiệp họ sẽ rất là ưu tiên chọn các, các, các ứng viên có khả năng ngoại ngữ tốt, đặc biệt là tiếng Anh và lương sẽ rất là cao tại vì họ đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp à, được biết thì cái thời gian cho hàng giai đoạn năm 1980 á, thì có những trường ở phổ thông ở ở tỉnh thì cái tiếng anh hầu như là không được học có thể học anh ta thể 7 năm hoặc là 3 năm à, cho nên là khi cái giai đoạn đó thì bắt đầu những người này bắt đầu là có những cái doanh nghiệp riêng hoặc là làm những vị trí cao hơn tuy nhiên vốn kiến vốn tiếng anh lại không được khá cũng như không được giỏi giống như những bạn thế hệ 90 hay là 20 ngày sau này thì mình có những cái giải pháp như thế nào để cho cái vấn đề này cái giải pháp thì rõ ràng hiện tại nếu mà cái thời điểm những năm 80 trước đây và sau này họ trở thành những cái người, người lao động hoặc là những chủ doanh nghiệp mà họ chưa được có cơ hội để tiếp cận với cái 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 cái, cái việc học tiếng Anh hiện đại như bây giờ thì rõ ràng đó là một sự thua thiệt và bắt buộc hiện tại họ phải ru đi học lại tiếng Anh và rõ ràng cái thời điểm này nếu những người những người mà thế hệ 80 tới giờ thì nếu bây giờ học tiếng Anh thì quả là quá trễ và với cái độ tuổi này nếu học tiếng Anh thì chúng ta phải bắt buộc phải học lại từ đầu vậy thì chương trình của anh có những cái giáo trình nó đặc biệt hay là khác lạ như thế nào thưa anh đối với cái giáo trình bên EIV chúng tôi cung cấp thì đối với các đối tượng là doanh nhân hoặc người đi làm học khóa one to one có nghĩa là một giáo viên nước ngoài dạy học kèm với một học viên thì chúng tôi sẽ cân đông đâu đồ đến làm sao mà mỗi khách hàng, mỗi học viên là mỗi chương trình. cái lý do là như anh biết học tiếng anh giao tiếp nó sẽ khác với học tiếng nào học thuật. tiếng anh giao tiếp có nghĩa là người học người ta sẽ có cái mục đích là tôi học xong để tôi nghe nói được, tôi giao tiếp được. nó không có cần cái level trong tiếng anh quá cao như tiếng anh học thuật. À, có một vấn đề đặt ra là hiện nay giáo viên gọi là giáo viên bản ngữ hay là giáo viên người nước ngoài, bản xứ thì người ta sẽ dạy thì chắc chắn là sẽ tốt hơn đối với giáo viên ở Việt Nam là dạy. Tuy nhiên thì làm sao mình kiểm tra hay là kiểm soát được cái chất lượng cũng như là cái những giáo viên đó trình độ như thế nào để mình chuyển trong cái cái thị trường giáo viên nước nước ngoài, nước ngoài hoặc là giáo viên Việt Nam hiện tại tại Việt Nam thì tôi khẳng định rằng giáo viên Việt Nam mà dạy tiếng học thuật vẫn rất là tốt thậm chí tốt hơn giáo, giáo viên người nước ngoài. Tuy nhiên về vấn đề học tiếng giao tiếp á, thì như anh biết tiếng giao tiếp họ chỉ focus vào bốn kỹ năng thôi nghe nói đàm thoại và phát âm thì rõ ràng những cái kỹ năng này nó phù hợp hơn rất nhiều với giáo viên người bản xứ cho nên việc người giáo viên bản xứ dạy tiếng nhau tiếp tôi nói có thể là nó sẽ tốt hơn giáo viên người việt à, chứ không phải là cứ loại hình tiếng anh nào thì giáo viên bản xứ cũng dạy tốt hơn à còn về cái việc mà chất lượng của giáo viên bản xứ dạy ở tại việt nam thì thật sự trên thị trường hiện nay thì nó cũng rất là uh, đa, dạng. đa dạng nhưng đối với riêng EIV chúng tôi có một cái quy trình tuyển dụng rất là khác cao tuy nhiên thì cái thị trường tiềm năng rất lớn đúng không anh đúng rồi thị trường tiềm năng gì như các anh chị đã thấy rồi cái nền kinh tế việt nam hiện tại như là nó là một cái nền kinh tế mở và bắt buộc bây giờ phải làm việc phải giao lưu buôn bán với các công ty các đối tác là nước ngoài cho nên không phải học tiếng anh ở đây chỉ để là học cho vui nữa học cho có nữa học để xây dựng cái doanh nghiệp của mình thậm chí là xây dựng cái sự nghiệp của mình vậy anh có thể chia sẻ là định hướng của evn trong thời gian tới như thế nào tất nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cái dịch vụ one to one này cho các đối tượng là là doanh nhân và bên cạnh đó là cả các cái, cái hình thức dịch vụ là đào tạo tiếng anh cho cả doanh nghiệp nữa. Tại vì uh, ngoài ông chủ ra, ngoài người doanh nhân ra, thì bắt buộc những cái bộ phận là nhân viên, các phòng ban ở dưới cũng phải biết tiếng anh để có thể làm việc. Uh, thì chúng tôi sẽ phát triển rất mạnh về cái hình hình thức đào tạo tiếng anh qua one, one cho doanh nhân và đào tạo tiếng anh cho doanh nghiệp. Có một cái, cái dịch vụ đặc biệt và một cái chương trình đó khác lạ thì chúng tôi bắt buộc phải đầu tư hơn rất là nhiều đầu tư ở đây có nghĩa là chúng tôi sẽ phải à, có được nhiều chương trình hay phù hợp với doanh nghiệp phù hợp với doanh nhân và gần gũi à, đó là cái mục tiêu chính mà chúng tôi sẽ phát triển trong tương lai rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay chúc anh thật sức khỏe Rồi, cảm ơn